Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cháu Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt vụn. Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam chẳng may lọt xuống ống trụ bê tông đã đóng sâu dưới lòng đất khoảng 35 mét. Nhóm bạn Nam bàng hoàng chạy kêu cứu, khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường để buông dây cứu cho bé nhưng bất thành. Đơn vị thi công đã dùng các bình oxy có tại công trình bơm vào lòng ống, đồng thời sử dụng tất cả các thiết bị chuyên dụng để phá vỡ kết cấu chặt của lớp địa chất, làm giảm ma sát xung quanh thành cọc để có thể rút cọc lên cứu cho bé. Lực lượng cứu hộ huy động gồm 2 cần cầu, 4 máy đào, 5 xà lan, 1 dàn cọc khoan nhồi, 1 thiết bị sói hút bùn, 2 dàn khoan cuồng xoắn, 2 dàn khoan địa chất và các máy móc phụ trợ khác, đồng thời đã tập kết thêm ống vách đường kính lớn để phối hợp thực hiện với dàn khoan. Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình đã cử 2 kíp thầy thuốc, bao gồm 8 người, trong đó có 2 bác sĩ, thay phiên nhau ứng trực tại địa điểm giải cứu bé trai. 2 kíp thầy thuốc này đều là những cán bộ y tế ở khoa hồi sức cấp cứu, ngoại và gây mê hồi sức. Khi có yêu cầu, thầy thuốc sẵn sàng đặt nội khí quản, truyền dịch và cấp cứu ngoại khoa. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cũng đã được yêu cầu sẵn sàng chi viện, hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Thanh Bình khi có yêu cầu. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực cùng nhiều phương tiện kỹ thuật để lên phương án giải cứu cho bé. Tuy nhiên, sau 10 phút bé rơi xuống trụ bê tông, lực lượng cứu hộ đã không còn nghe tiếng cầu cứu của bé. Chiều mùng 2 tháng 1, lực lượng công binh quân khu 9 được điều động tới hiện trường cùng nhiều trang thiết bị như máy khoan cắt bê tông, máy soi chiếu để hỗ trợ việc giải cứu. Lực lượng chức năng liên tục ứng biến sử dụng nhiều phương án giải cứu phù hợp với tính chất và địa hình, song do tình hình thực tế khó khăn nên chưa thể đưa được cọc bê tông lên để giải cứu cho bé như kế hoạch. Sau 3 ngày tiến hành giải cứu cho bé, lực lượng cứu hộ đã huy động khoảng 350 người, trong đó có 90 người tham gia trực tiếp giải cứu bên trong. Sử dụng 2 cần cầu, 4 máy đào, 5 xà lan, 1 dàn cọc khoan nhồi, 1 dàn khoan guồng xoắn, 1 thiết bị sói hút bùn, 1 máy khoan phụt bằng tiến nước áp lực cao, 2 dàn khoan địa chất và các máy móc phụ trợ. Ống trụ bê tông nơi cháu bé lọt xuống và mắc kẹt bên dưới đã được ốp ống thép xung quanh. Đơn vị giải cứu nạp oxy liên tục vào miệng hố bằng máy bơm cùng dây chuyển khí dài 40 mét. Để có thể nhổ được cọc bê tông đóng sâu trong lòng đất 35 mét, gồm 3 đốt bê tông nối liền nhau, lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để vừa thực hiện các phương án cứu hộ, vừa bơm oxy 24/24 và chuyển nước xuống cho bé cầm cự. Đã có nhiều phương án được bàn thảo, từ thả dây cứu hộ, dùng máy khoan địa chất hoặc khoan cọc nhồi làm giảm lực ma sát giữa lớp đất xung quanh với cọc bê tông để nhổ cọc cứu bé lên. Tuy nhiên, khi triển khai đến giờ G, chuẩn bị nhổ cọc lên thì lại phát sinh khó khăn vì địa chất khu cọc phức tạp, có lớp đất sét dày, hầu như rất khó khoan thấu để dùng cần cầu nhổ 35m cọc. Điển hình, khi áp dụng phương pháp khoan cọc nhồi đã khoan đến độ sâu nhất định thì cọc bị xô lệch, có nguy cơ khi cứu hộ thì cọc bê tông gãy các khớp nối gây nguy hiểm cho bé Hạo Nam. Sau đó, phương án dùng khoan guồng xoắn được nhanh chóng triển khai, từng bước làm đất khu vực cọc bê tông tơi xốp, giảm lực ma sát. Tuy nhiên, phương án này cũng được đánh giá là không đảm bảo an toàn. Cuối cùng, lực lượng cứu hộ đã dùng phương án dùng ống vách thép có đường kính 1,5m để đóng bao trùm quanh cọc bê tông sâu 35m. Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đây là phương pháp tốt nhất được các chuyên gia và lực lượng cứu hộ đánh giá cao. Đến cuối giờ chiều mùng 3 tháng 1, lực lượng cứu hộ tỉnh Đồng Tháp thông tin trong buổi sáng ngày mùng 4 tháng 1 sẽ hoàn tất. Mọi người chờ đợi việc cứu hộ thành công, hướng về hiện trường với niềm mong ước điều kỳ diệu sẽ đến. Để đảm bảo việc nhổ cọc bê tông theo kế hoạch, xuyên đêm mùng 3 tháng 1 đến rạng sáng mùng 4 tháng 1, việc khoan lấy đất được thực hiện xuyên suốt để giảm ma sát với cọc bê tông. Tuy nhiên, trong suốt ngày mùng 4 tháng 1, công tác cứu hộ liên tục gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, theo lực lượng chỉ huy cứu hộ tại Đồng Tháp, dự kiến ban đầu sẽ triển khai nhổ cọc bê tông, hoàn tất cứu hộ trong sáng mùng 4 tháng 1. Nhưng do địa chất lớp đất quanh cọc là lớp đất sét cứng, khó thực hiện khoan vỡ kết cấu để xử lý đưa đất ra ngoài, làm giảm ma sát của cọc. Đồng thời, cọc bê tông cắm sâu trong lòng đất đến 35m nên việc nhổ cọc gặp nhiều khó khăn dù hệ thống neo đã được triển khai. Đến 18 giờ 30 ngày 4 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp xác nhận với báo chí, cháu Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi rơi vào ống cọc có độ sâu, bị kẹt trong thời gian 4 ngày qua, bị thiếu khí, chấn thương nên không qua khỏi. Đến thời điểm hiện nay, sau khi có cái hội chẩn gặp gỡ gia đình và các đơn vị chuyên môn thì xác định em bé đã tử vong. Do đó hiện nay cái phương án đưa em bé lên từ các cái cọc ống bị tai nạn thì đang được thực hiện. Đây là cái biện pháp mà đơn vị thi công cũng đã cân nhắc, vì em bé tử vong thì phải đưa lên bằng mọi cách sớm nhất để chúng ta lo cái tang sự cho em bé. Đây là một cái biện pháp có cái phối hợp liên ngành giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương
và đánh giá hiện trạng tại cái vị trí em bé bị tai nạn, bị rơi vào cái ống cọc có cái độ sâu, có cái thời gian kéo dài vì không được cứu hộ trong thời gian kéo dài 4 ngày, và ở những độ sâu thông khí, chấn thương, và có cái đánh giá bằng cái biện pháp quan sát hiện trường rồi kết hợp với những cái yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng xấu ở giai đoạn đầu. Còn đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chuyên môn cũng đã có thủ tục để xác định trường hợp tử vong và đang tìm mọi cách để đưa em bé lên cái mặt đất để mà chúng ta thực hiện các cái biện pháp theo truyền thống của mình. Đến trưa ngày 5 tháng 1, cọc bê tông vẫn chưa nhổ được. Lực lượng chức năng vẫn đang gấp rút triển khai công tác đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.